Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thể theo yêu cầu thì có một số anh chị các bạn thì mình đi chợ Bào Sen. Hướng này là hướng về chợ lớn, lên ngã tư Lê Hồng Phong ha. Còn đây là chợ Bào Sen. 130 Nguyễn Trãi. Rồi cái đi, tao đang lên hình nè. Rồi đó. Rồi đó. Chụp vợ con ơi, con luôn mấy lâu. Dạ. Chú cười. Chào chú. Hai chú khỏe mà. Mai mình đi chợ Bào Sen nha. Đây bán kẹp tóc dao. Bánh kẹo. Đấy. Chợ này chỉ có một đường thẳng vậy thôi. Rau cải. Chợ này có một đường thẳng đây tới An Dương Vương thôi. Trái cây quá trời đẹp. Đang có bữa năm con lấy cúng không? Mình đi nghía ngang vòng đi rồi quay lại mua rồi xách về luôn. Quá trời đông. Mua trái gì đông? Quần áo. Khúc cuối là bán quần áo. Lớn rồi ẩm nữa. Cổng nữa. Trời. Chọt à. Chưa thấy cu kiệu nhiều à. Đây mất quá trời. Hai quả bánh xèo. Chợ cá. Hạnh hay mua tôm khô đây nè. Hạnh với chị Long hay mua đó. Đây chè. Đây là tới hàng ăn. Bún mắm rồi phở gà. Sắp hết đường rồi. Trái cây. Này mua miếng mít kìa này. Này mua cái miếng mít đấy. Mua miếng mít nè. Này mấy anh trai. Nửa miếng mít non đây còn chị. Bán sao chị? Ở cái này là luộc sẵn rồi không? Này có khoai nhá, như đây thôi, ít người ăn. Này trái mít non luộc ra. Này gọt vỏ. Nhiêu bán sao? Nhiêu bán sao chị?
À, lấy miếng này nữa đi. Dạ. Này hết hết chấm nước tương rồi. Lấy miếng này nữa đi. Sợ sợ không hết. À, lấy phần này hả? Lấy phần. Mười ngàn bát mười ngàn. 17 chị mua chuối không khoai chị. Dạ. Bỏ qua về sao? Ở nhà sáng mát có đi chợ. Thấy thấy mít mà mua. Trời lại đi ngồi nữa. Ăn gì đâu. Dạ. Đó là xì sáo. Nói về hàng chè là mấy chị mấy bà bán hồi nay thấy anh bán lần đầu tiên. Lần đầu tiên thấy lạ. Lạ nhất chợ. Chị Lộc ăn. À, ở đây thì có bên đây có khô. Khô cá sặc, khô cá dứa. Nấm rơm. Đằng kia là có gì? Nút áo. Kim chỉ. Đó đưa ngậm đó. Chị này bán quần áo. Nè. Dơ. Thôi. Thấy ly khổng lồ rồi. Ly này là nhiêu ta? 10.000. Quá trời. Chợ này bán buổi sáng không á? À. Bán chè không bán buổi sáng không à? Chiều có bán đâu nữa không? Chiều được chè là chợ sáng mà. Không, nó chè của anh à. Vậy là sạp chè anh cũng dẹp luôn, về luôn, nghỉ luôn. Dẹp hết rồi, mình coi. À. Dẹp hết chợ đâu còn đâu ai đi chợ. Không, tại có người bán chợ là chợ sáng cho nên ai cũng nghĩ là đi buổi sáng đó, còn chiều là hên xui người ta. Ở chiều này là thành cái đường cái hẻm luôn hả? Cho nên hên xui ai ra khỏi chuyện đó hơn. Dạ. Cái ngoài nắng nắng là về. Buổi chiều ở đây chắc bán quần áo hết. Không có bán gì hết. Tối dẹp á. Quần áo bán ngoài đường chứ đâu bán trong đây. Đúng không? Ngon. Hả? Thò mặn, thò mì ăn. Ô cái trắng trắng này là gì ta? Hủ trơn. Đây là cốc tai. Chè đậu xanh. Này kêu ly đó là gì? Này kêu ly đó là gì? Khoai tây. À, mua khoai tây nãy nói rồi. Nói chưa? Mất luôn rồi đó. Mất luôn rồi. Mất rồi. Lấy một bịch thập cẩm đem về nhé. Giống vậy hay là dạ, sao? Dạ giống vậy. Này đây làm hấp dẫn quá. Này nhà anh tự làm luôn hay sao? Rồi có người nhà làm. Này anh làm luôn hay người nhà làm? Tự làm luôn. À.
Rồi đây là cái này giò cực lắm nè, lá lá sầm, không biết giờ còn giò không hay là để vô máy xay. Không có như người ta làm nhiều quá, không có máy xay. Cái máy nó phải xay. À. Gì buồn ngủ à? Ôi trời trời. Làm sao? Về tắm ngủ à? Về tắm hồ bơi không? Nữa. Về tắm hồ bơi chơi. À để về bác hỏi coi được không? Đây nè, đổi cái bài không à. Để cầm đồ ăn đi, đi đưa bán. Lẹ đi, lẹ tiền. Lẹ mình đi về mua khoai tây nha. Khoai tây. Nữa, rớt nữa. Rồi, mình đi tiếp nha. À, đây thấy có mít nữa. Đây, thịt quay. Người đẹp hơn thịt. Ta đã vui, ta đã đủ màu hết trơn. Túi sách, quần áo. Sáu chục. Áo 60. Đi quê hả? Chạy xỉn đó em. Cua, trứng. Rồi mình đi ra đây tới đường An Dương Vương, ngã tư An Dương Vương. Hướng này về chợ An Đông, An Đông Plaza. Rồi khoai tây đâu. Rồi hướng này là mình về đường Cộng Hòa nè, đường Nguyễn Văn Cừ. À, ở đầu đường thì có bán hoa đẹp không? Hoa đẹp như toát. Vậy đồng vô đây lại coi mua khoai tây đi. Đây mình quay lại, hướng ngược lại nha. Tại đây có nhạc. Tại đi ngang đó có nhạc, YouTube nó không cho nên ngắt khúc đó. Rồi bây giờ mình đi ngược lại, mình đi về nha. Nhí nhảnh. Bán đất. Đất này lớn á. Biết đường ra không? Biết đường ra không? Này có tiền lẻ không? Hồi gửi xe, hồi đưa tờ tiền lớn. Làm chợ vui không? Chợ đủ đồ á. Chợ tuy nhỏ nhưng mà đủ quầy hàng hết, quần áo rồi ăn uống rồi. Gì vậy? Hả? Gì cười? Ừ.
Thì bán bún xào chay. Không ớt. Đây thì tôm khô. Tôm khô với khô mực. Đây có bán thịt. Thịt heo. Chợ này chỉ đi bộ thôi, không thích hợp để chạy xe nha. Chạy xe rất là chật. Quần áo, đồ sida. Người nhịn gì cũng muốn mua hết trời. Mà mua vậy không có sai. Đi thẳng đi ngân hàng. Đi trước. Đây mền gối. Mền giống hả? Mền đẹp vuông rộng đó. Chuối. Chuối đu đủ, dưa hấu. Sa bô mận, cốc hỏi. Mua không? Không hả? Thôi về đồi đi nha. Thấy khoai tây đó mà không chịu mua rồi thôi á. Rồi hết chợ rồi, tạm biệt các bạn, hẹn tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong những cái ngôi chợ tiếp theo nha. Xôi pha lấu 30.000, 25.000. Rồi mình quay qua lại đường Nguyễn Trãi rồi. Rồi, tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Đi chợ hả? Rồi, lên kia, bên kia. Đâu? Bên kia. Thấy chú là thấy mùa xuân rồi đó. Rồi, mùa xuân hết đến nơi rồi. Rồi, đường này luôn. Rồi bác lên YouTube coi chợ Bào Sen nha. Trời ơi, người ta đang live stream á. Thấy hai bác là thấy mùa xuân tới rồi đó. Rồi. Vui vẻ. Gá tiền. Rồi. Rồi, cảm ơn. Ơi bạn, đi đâu vậy? Đi đâu à? Đi về. Rồi mình đi về thôi.